Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một cái giống cây ăn quả. Thì cái giống này là nó cũng không phải là mới mẻ gì, nhưng mà có điều là mình trồng ở đây nó đã ra hoa. Thì cây hiện tại là khoảng 2 năm nha các bạn. Cây 2 năm thì mình sẽ cho hoa. Đây là cây táo Mỹ, hay còn gọi là cây bơm đó các bạn. Thì hiện tại cây nó đã thay lá, và trong cái thời gian thay lá thì nó mang hoa, và bây giờ hoa nó đã nở rồi nè các bạn. Đây, để mình quay cận cảnh lên cho các bạn. Cây táo này thì nó phát triển nhanh nha các bạn, cây lớn, tàn lớn. Cái này mình bắt ghế mình mới quay được cái bông của nó nha. Cây rất là lớn, cao khoảng 3 mét. Đây, cao tới nóc nhà luôn nha các bạn, rất là cao nha. Còn cái gốc của nó nè, to nha. Gốc nó to hơn cái tay của mình nữa các bạn. Có bằng bắp chuối á. Thì nhìn chung cái táo Mỹ hay còn gọi là bơm thì nó phát triển tốt, tốc độ phát triển nhanh ở khí hậu Việt Nam, đặc biệt là miền Nam nha các bạn. Thì hiện tại mình đang ở Đồng Tháp, có cung cấp giống luôn nha. Các bạn nào có nhu cầu đến vườn tham quan thì liên hệ qua số điện thoại 0939 686894. Thì hiện tại mình có xài Zalo số đó luôn nha các bạn. Các bạn cứ vào nhắn tin, không cần phải đợi kết bạn nha các bạn. Thì vào nhắn thì mình sẽ hồi âm lại cho các bạn. Đây, hiện tại bông của nó nè các bạn. Bông táo. Thì hiện tại vườn nhà mình trồng cũng được một số cây và cũng đã ra hoa lai rai rồi nha các bạn. Thì mình sẽ cập nhật lại cái clip này khi mà nó đậu quả. Đây, bông nè các bạn. Bông đây nữa nè. Một chùm bông nha. Thì sau khi mà cây nó đã rụng lá như thế này thì chúng ta tưới nước vào, dập nước vào thường xuyên thì nó sẽ ra hoa. Ra hoa trên đầu cành nha các bạn. Đây, trên đầu cành là có hoa hết. Thì cái kỹ thuật trồng nó cũng đơn giản thôi, nó chịu nhiệt nha, loại này chịu nhiệt. Ở khí hậu vùng miền Tây, Tây Nam Bộ, Đồng Tháp thì nó phát triển rất là tốt. Mình trồng như những loại cây ăn trái bình thường khác thôi ha. Đất cao ráo, thoát nước tốt. Chăm sóc thì cũng đơn giản như những loại cây ăn trái khác thôi. Cứ 2 hoặc 3 tháng chúng ta sẽ bón hoa một lần. Thì cái loại này nó chủ yếu là nó có cái bệnh là bệnh mòn các bạn. Rầy, chúng ta xịt rầy định kỳ, mỗi tháng chúng ta sẽ xịt rầy thường xuyên thì cây nó sẽ phát triển nhanh. Chứ còn táo thì nó cũng ít bệnh lắm. Còn về kỹ thuật xử lý ra hoa thì ở đây mình chỉ xử lý đơn giản thôi, là xịt thằng Autonis thôi nha các bạn. Autonis để cho nó kích thích ra hoa. Còn tưới thì mình tưới nước bình thường thôi. Phân thì mình rải định kỳ là phân hữu cơ nở, cứ mỗi 2 tháng chúng ta rải một lần thì cây nó sẽ nhanh phát triển, nhanh lớn thôi nha. Còn chúng ta muốn cho ra hoa thì chúng ta có thể là ngưng nước khoảng 2 tuần cho đến 3 tuần lễ, rồi chúng ta hãy tưới nước lại. Thì cái thời gian mà chúng ta ngắt nước là cái thời gian mà thấy lá nó vàng, nó rụng đó, thì chúng ta sẽ ngưng nước luôn, là giai đoạn là chúng ta sẽ ngưng nước. Thời gian đó nó sẽ tạo mầm nha các bạn. Tạo mầm thì khoảng 2-3 tuần chúng ta sẽ dập nước lại thì nó sẽ ra hoa. Cái giai đoạn ra hoa này thì tốt nhất là chúng ta đừng nên xịt thuốc nóng nha, thuốc sâu hoặc là thuốc rầy gì đâu đó. Chúng ta nên xịt trước khi ra hoa, xịt ngừa bệnh trước khi ra hoa. Còn giai đoạn này chúng ta hạn chế xịt để thôi nó bị bệnh đó các bạn. Nó bị rụng bông á, nóng quá nó sẽ rụng bông. Rồi sau khi đậu trái thì mình sẽ cập nhật lại clip ha. Đậu trái thì chúng ta sẽ bắt đầu bón phân tiếp. Còn giai đoạn này là chúng ta không có bón phân cũng như là không có xịt thuốc gì nhiều nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.